Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chúc mọi người một ngày mới thật tốt lành. Hôm nay mình đi cưa cây, mình tới đây mình cưa được cưa hai cây dừa này nè. Cưa cho ông lão, ông cao quá, ông kêu mình cưa. Giờ mình trèo lên bé trái bé tàu với mình cắt khúc xuống. Dừa này cao có 10 thước. Nhìn nhìn có ông bay ra không anh Minh? Ủa vừa leo hoài không tới trời. Đây. Sao lê hay vậy? Lắc nước không ơi? Ôi, ui. Kiến điện.
Vừa quá cao mọi người ơi. Cầm cá xuống nha mọi người. Kiếm được đồng tiền nó phải dễ ra mọi người. Cái đất làm gì trên trời. Lão ơi. Mấy buồn gì tôi con thòng xuống thôi, mấy buồn dài dài cắt đại xuống nha. Dạ. Rồi rồi. Dạ. Lỏng này mà ngã đây nữa dễ xử lý. Ngã cặp hành là cao, hành cây cao phải không? Ngã giữa bờ luôn nè. Bờ tôi chừng là chén chén mấy cái u rồi. Nó chồng mái. Ngã cặp cao cũng được. Ờ cặp nó cao á. Một tét cánh nhắn là hành nè. Thôi là... Cây này mày tính sao? Tính như con nói vậy đó. Để tàu hả? Để tàu. Cục nó kéo ngã xuống cái mương mương đó, đó.
Ở chỗ đó đó. Ở đó đó phải không? Nó có bể trái. Có lá nó có bể trái. Nó mà cắt tiếp lên con chứ tao nè. Đó là xuống cắt tàu thôi chứ có đâu. Nói gì em kêu nói gì? Có trái lên. Ừ. Thì lâu nữa con em lo cho. Ừ. Nghỉ chút đi, cho khỏe khỏe thôi. Không. Đâu uống nước mưa không à? Sao không? Ừ, tao uống nước đá. Giờ chuẩn bị lên cây này nghe mọi người. Cây này nó cao cũng ngang ngửa cái cây nãy ạ. Nước nào không hả? Vô ngồi. Vô lên cục dây. Và bển nền đó nó cắt ra gốc nhãn. Nhãn nó cứng lắm. Nào cắt. Bên đây nè. Mướn cắt hay gì? Ừ, mướn. Mướn ai cắt? Mướn bên kia, mướn đây nè. Đấy ạ. Lấy điện thoại em á, anh quay ngang á, bấm quay ngang á. Nhớ khỏi chăm. Ngang lâu. Gì? Nó có quay tôi lên, leo lên thôi. Thấy không? Vừa cao ghê lại quạng không tới trời. Quên nó có vừa khô. Cột dây nha mọi người. Trời ơi, vướng gì nó chưa xuống trời. Này 5 thước cho anh Minh. Nói xuống.
được chưa, giật mấy cưa chạy cột dây lên. Mấy cửa, mấy cửa đòi tiền nha mọi người. Ác rồi chưa? Khúc đó cỡ 4 mét năm lão. Hả? Khúc đó cỡ 4 thước á. Cái góc hả? 5 thước. Chúng ta góc xong rồi. Đấy con này nặng ta. Rồi cái bụng nó đi. Quay cho mọi người xem nha. Dạ chờ con lão. Mời mọi người uống nước dừa nha. Giờ nghỉ leo rồi mình uống nước dừa được. Chứ nghe ông anh ông nói leo cây uống nước dừa bị lỗ máu lên chảnh nó chóng mặt. Ngồi nghỉ mà chút xíu rồi dân cưa dân quay cho mọi người xem còn khúc gốc nữa xong rồi cắt cái đọt cũng tiêu rồi, còn cái cây không lên trên nền khoảng 6 thước rồi.
không?